Xin chào tất cả mọi người đã đến video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề là có nên tiêm vaccine hay không nha mọi người. Thì nếu có bản thân của bạn có đang đặt câu hỏi, hay là tất cả những mọi người trong gia đình của bạn mà có đặt câu hỏi về vấn đề là có nên tiêm vaccine hay không, thì câu trả lời là 100 lần có, 1000 lần có nha mọi người. Vì sao? Vì bây giờ chỉ có tiêm vaccine thì mới miễn dịch cộng đồng được thôi nha mọi người. Thì nếu mà bạn nào mà đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay là ở các tỉnh thành lân cận mà đang có chương trình mà chích vaccine, thì mọi người nên chủ động đi tiêm. Hoặc là hiện tại theo mình biết là các phường thì đang gửi về những cái có những cái link để đăng ký xuất tiêm vaccine. Hoặc là mọi người cũng có thể lên cái trang VNVC á mọi người, chỗ tiêm chủng á, là để đăng ký, và khi nào mà được tiêm thì mọi thì bên đó sẽ liên hệ với mình để đi tiêm nha mọi người. Thì bản thân mình cũng đã đi tiêm rồi, thì mình mới tiêm được một mũi thôi mọi người. Thì đây là cái giấy xác nhận là đã đi tiêm đấy. Thì mình là tiêm cái loại là Astra đấy. Thì nhắc lại một lần nữa, đó là mình nói là nên tiêm, 100 lần tiêm, 1000 lần tiêm đấy các bạn. Thì chỉ có cách tiêm thì mới là cái cách mà để chống dịch ok nhất đấy. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn mà cái quy trình của việc là đi tiêm vaccine, và những cái điều mà cần chuẩn bị về mặt tâm lý, cũng như là những cái loại thuốc uống gì mà sau khi tiêm để các bạn chống bị co giật, bị sốt đấy. Thì khi mà các bạn có được một cái lịch mà thông báo đi tiêm ấy, thì các bạn nên tải cái app gọi là Bluezone để các bạn khai báo tình trạng y tế, để lên đó các bạn khỏi phải mất công là đợi chờ. Thì sau khi các bạn đăng ký khai báo xong, thì các bạn đến cái chỗ quầy, ở khi mà các bạn đến cái chỗ tiêm chủng ấy, cái chỗ tiêm vaccine ấy, thì các bạn đưa cái điện thoại ra đấy, thì cái bên các cán bộ y tế sẽ check cái đó cho bạn, và sau đó lại cấp cái số thứ tự cho các bạn. Thì các bạn bắt đầu là ngồi, các bạn đợi để làm gì? Đợi để là được là gọi là cái gì ta, lấy cái gọi là đợi để chụp cái gì, đo huyết áp rồi đo nhịp tim á các bạn đấy. Thì các bạn phải đợi tới lượt của mình, thì tới lượt các bạn thì các bạn, người ta sẽ gọi bạn tới thì sẽ đo nhịp tim và đo huyết áp. Nếu nhịp tim và huyết áp của bạn bình thường thì người ta mới chuyển các bạn tới cái chỗ là đi tiêm. Còn nếu mà các bạn mà đang gọi là nhịp tim mà nó nhanh quá, hay là nó chậm quá, hay huyết áp của bạn cao quá hay thấp quá, thì người ta sẽ cho các bạn đi về để các bạn làm sau đó để những đợt tiếp theo ấy, mà các bạn bình thường lại thì người ta sẽ tiến hành cho các bạn tiêm đấy. Thì những bạn nào mà ví dụ bạn nào mà có huyết áp bình thường á, mà nhịp tim vì lý do là sợ hay là cái gì đó mà tim nó đập nhanh quá, thì người ta sẽ cho các bạn ra ngồi nghỉ tí đấy, để xong rồi khi mà nhịp tim nó bình thường, người ta đo lại mà nó bình thường thì người ta cho bạn tiêm. Còn nếu mà không bình thường thì đi về. Thì trong công ty của mình đó các bạn, thì cũng có nhiều bạn là bị huyết áp cao hay là nhịp tim nhanh chậm gì đó thì không được tiêm, thì cũng đi về coi như là mất suất hay là đợt tiếp theo. Rồi khi mà các bạn cho tới lượt, nếu mà các bạn được tiêm thì các bạn sẽ đến cái phòng chờ, thì các bạn sẽ được gọi là ngồi chờ tiêm với các bạn. Thì các bạn, có nhiều bạn sợ đau, nhưng mà có cái kinh nghiệm như thế này, các bạn đừng có sợ. Đó là khi mà các bạn vô tiêm thì bác sĩ sẽ biểu các bạn chống tay lên như thế này, để vuông như thế này nè. Thì tốt nhất các bạn đừng có nhìn vô cái chỗ tiêm, mà các bạn nhìn quay cái mặt đi chỗ khác. Thì người ta chích vô cái khoảng đâu khoảng mấy giây là nó như con kiến cắn rồi các bạn, chả có gì đau hết các bạn đấy. Mà thậm chí đau hơn mình cũng phải chịu nữa. Tại vì sao? Vì như thế thì sức khỏe của mình nó mới được đảm bảo, và mọi người xung quanh của mình nó mới được an toàn, đúng không? Chứ còn đau đớn gì mấy cái đó, đúng không? Có những cái khác chích vô nó còn không đau mà, đúng không? Đấy. Thì sau khi mà tiêm xong thì sẽ ra chỗ lấy sổ thì đợi bác sĩ mà trả kết quả về các bạn. Thì cái này là đợi hơi lâu, các bạn đợi khoảng độ có thể là nửa tiếng, thậm chí là nếu đông thì hơn khoảng tiếng, nửa tiếng đến tiếng, thì các bạn sẽ có cái kết quả, trả cái sổ và cái giấy xác nhận như thế này.
để khẳng định là các bạn đã chích vaccine lần một, thì lần sau mà các bạn có đi trên tiêm mũi 2 thì các bạn đem cái tờ này theo. Đấy. Thì bác sĩ cũng có dặn là khi mà trong sau khi tiêm xong thì trên cái app mà gọi là khai báo y tế các bạn, thì các bạn phải thường xuyên mỗi ngày cập nhật tình trạng sức khỏe của các bạn bị cái gì, các bạn như thế nào, các bạn hãy cập nhật hết trên đó. Đấy, để cho người ta biết mà người ta nắm tình hình, ví dụ như bạn mà có bị vô tình bị dương tính hay gì đó thì người ta cũng biết mà tới hốt bạn đi. Đấy. Thì sau khi tiêm xong, lấy kết quả xong thì việc cuối cùng là gì? Đi về. Đấy, các bạn đi về nhà, nhưng mà tất cả mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Đúng không? Tất cả mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Thì những cái thứ mà các bạn cần chuẩn bị trên đường đi về các bạn mua nè. Có nghĩa là các bạn có thể là mua xe sủi nè, hoặc là thuốc hạ sốt nè. Đấy, những cái thứ những cái nước uống mà để nó giảm sốt các bạn, thì tôi không rành mấy cái đó. Đấy, thì khi mà buổi tối về á thì các bạn chuẩn bị đi ngủ, hoặc là chuẩn bị đi ngủ đi, các bạn nên uống một viên thuốc hạ sốt hoặc là uống xe sủi vô để cho nó phòng cái việc là các bạn bị nóng sốt vào ban đêm đó các bạn. Đấy, thì các bạn uống cái đôi vô, thì trong vòng 24 cái khi mà các bạn chích vaccine về thì nó chỉ, nếu mà những người nào mà mạnh khỏe thì nó chỉ có đau cái chỗ chích tí xíu thôi, còn lại không, cũng không có bị nóng sốt gì nhiều. Còn có những người mà hơi yếu tí xíu thì sẽ bị sốt, cũng có những bạn bị co giật luôn, vì trong công ty mình cũng có những bạn bị co giật luôn. Đấy, thì để mà phòng tránh cái đó thì các bạn phải uống thuốc hạ sốt trước, hoặc là uống xe sủi trước, uống nhiều nước vào. Đấy, thì nó sẽ giảm cái đó xuống cho các bạn. Đấy, thì sau khi mà qua đêm đó thì cũng có những người là hai ngày bị liên tục luôn rồi xong rồi thôi. Còn ví dụ như trường hợp như tôi, buổi tối khuya thì nó bị lạnh, bị sốt một tí xíu thôi, xong rồi qua ngày mai nó lại khỏe lại các bạn. Đấy, thì đó là những cái mà mình tiêm vaccine. Còn các bạn đừng có quan trọng cái loại vaccine nào hay vaccine nào, vì tất cả các loại vaccine á thì nó cũng mang tính chất là giúp cho các bạn phòng ngừa cái về dịch bệnh. Đấy, chứ không có ai mà đi hại người khác bằng cách là cho hay là bán vaccine gì, cho tặng vaccine mà tào lao đó các bạn. Nhà nước mình nhận nó cũng phải có chọn lọc, chứ đâu có phải là đụng là nhận đâu các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm về cái đó nha. Đấy, thì có cái gì thì mình tiêm cái đó. Đấy, thậm chí gia đình mình cũng thế luôn, thì cứ khuyên là nên đi tiêm đi, để cho mà cái sức bảo đảm sức khỏe của mình và mọi người xung quanh. Và tôi cũng hy vọng thì trong thời gian sớm nhất thì tất cả mọi người đều được chích đủ các loại hai liều vaccine, để là gọi là tạo ra miễn dịch cộng đồng, để cho cuộc sống nó trở lại bình thường, thì tất cả sẽ được đi làm lại các bạn. Đấy, cho các bạn thấy không, cái áo vest tôi nè, 2-3 tháng nay tôi phải treo tủ này, có mặc đâu, bây giờ làm video tôi mới quay đây nè, tôi mới mặc đây nè, đúng không? Đấy, thậm chí cái đồng hồ 2-3 tháng nay cũng chưa được đeo nữa, ở nhà riết mập như con heo đây, cái mặt nó tròn như cái mâm. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, không có, đây là cái điều mà không ai muốn hết các bạn. Thì hy vọng thì tất cả mọi người phải cùng vượt qua, suy nghĩ tích cực và đầy đủ nghị lực để vượt qua cái dịch, để chiến thắng cái dịch. Đấy, thì cũng hy vọng tất cả mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Chứ còn tôi nghĩ mà nếu mà cái tình trạng này mà nó kéo dài thêm tí xíu nữa, là thêm 1-3 tháng, thì tôi nghĩ chắc toàn. Đấy. Để suy nghĩ còn cái gì để chia sẻ về cái dịch này cho các bạn nữa không ta? Đấy, còn nếu mà dịch thì ở nhà ai mà đang dịch này, các bạn cũng không, tuyệt đối không nên đi ra đường luôn. Có mua cái gì đó thì đặt tới mua, chứ đừng có đi ra đường, nguy hiểm.
nguy hiểm cho mình, xong rồi mình bị, xong rồi lỡ có bị cho mình mang về cho gia đình thì nó cũng cũng rất là rất là nguy hiểm đấy. Đấy thì chắc là cũng chia sẻ với mọi người như thế thôi. Thì nhắc lại đó là mọi người cái việc là đăng ký tiêm vaccine đó, thì mọi người có thể là liên hệ với phường của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì để mà tiêm cái loại vaccine xịn xịn đó, thì mọi người đăng ký miễn phí trên VNVC, thì đợi thì khi mà có suất thì bên đó sẽ liên hệ với mọi người đến để tiêm. Đấy, thì bà còn mà bản thân tôi là công ty của tôi thì của mình thì đăng ký cho các bạn toàn thể các bạn nhân viên tiêm luôn, thì đã tiêm tất cả, được tiêm hết mũi 1 rồi thì chuẩn bị là tiêm mũi 2 nha mọi người. Đấy, đấy là một trong những cái điều mà cũng là tuyệt vời mà bên công ty chúng tôi mang lại cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đấy thì thôi, chia sẻ với mọi người như thế, thì chúc mọi người là sức khỏe vượt dịch và lúc nào cũng giữ được cái tinh thần gọi là phấn chấn nhất. Thì xin chào, thì tôi xin kết thúc video tại đây. Thì mọi người có xem được video này thì nói như nào nhỉ? Mọi người có xem được cái video này thì mọi người thì đăng ký liên hệ đăng ký tiêm vaccine và cũng an tâm về phần một phần nào đó về cái việc chích vaccine nha mọi người. Tôi chích, tôi cũng ngồi đây khỏe ra, tôi chích mấy tuần nay rồi chả chết chóc gì hết. Đấy thì mọi người có coi video này thấy ok thì nhớ like, share và đăng ký kênh cho tôi nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người, bye bye.